ngày 28 tháng 7 tới đây, hội đồng xét xử vụ chuyến bay giải cứu sẽ tuyên án. Trong giai đoạn xét hỏi tranh luận tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đã xác định một số bị cáo đã tự thú và đây là một tình tiết giảm nhẹ khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án. Điều 51 Bộ luật hình sự quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có điểm R khoảng 1 về người vi phạm tội tự thú. Tự thú, theo Điều 4 Bộ luật trách nhiệm hình sự năm 2015 là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện. Trong vụ chuyến bay giải cứu, một số bị cáo được xác định đã tự thú, đó là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn là phó tổng giám đốc, tổng giám đốc công ty Blue Sky. Hai người này bị xét xử về tội đưa hối lộ với hai hành vi đưa hối lộ hơn 38 tỷ đồng để xin cấp phép chuyến bay và đưa hối lộ hơn 61 tỷ đồng để chạy án. Bị cáo Hằng đang bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 10 đến 11 năm tù bị cáo Sơn bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù. Khi đề nghị mức án vào ngày 17 tháng 7, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cho hai bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ tự thú. Trong quá trình bào chữa, luật sư đề nghị cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ tự thú hai lần trong giai đoạn cấp phép chuyến bay và giai đoạn chạy án. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát xác định chỉ có căn cứ xác định hai bị cáo tự thú trong giai đoạn chạy án, còn trước đó thì không phải. Bị cáo Lê Văn Nghĩa, công ty Nhật Minh cũng được Viện Kiểm sát đề nghị cho hưởng tình tiết giảm nhẹ tự thú. Bị cáo Nghĩa bị xét xử về tội đưa hối lộ số tiền 9,5 tỷ đồng cho 8 cá nhân. Khi nhận thức được hành vi phạm tội ngày 25 tháng 1 năm 2022, bị cáo đã có đơn tố cáo tự thú là tiền đề để cơ quan điều tra khởi tố điều tra mở rộng vụ án. Bị cáo Nghĩa bị đề nghị từ 4 đến 5 năm tù. Bị cáo Võ Thị Hồng công ty Minh Ngọc bị xét xử về tội đưa hối lộ số tiền 10,9 tỷ đồng. Ngay sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo Hồng đã có đơn tự thú, tự nguyện trình bày hành vi phạm tội của bản thân, tự nguyện nộp lại 2,8 tỷ đồng mà những người nhận hối lộ của bị cáo trả lại. Viện kiểm sát có quan điểm cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tự thú và đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù. Bị cáo đạo Thị Trung Thúy, lao động tự do ở Nga, bị cáo buộc đã đưa hối lộ 437 triệu đồng để đưa 56 công dân là lưu học sinh, người thân, người quen về nước trên hai chuyến bay. Trong giai đoạn điều tra, bị cáo nhận thức hành vi phạm tội và chủ động đến cơ quan điều tra trình báo, nộp lại 114 triệu đồng hưởng lợi. Bị cáo Thúy được Viện Kiểm sát đề nghị cho hưởng tình tiết giảm nhẹ tự thú và đề nghị mức án từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Bích Hằng, công ty Vinamichi, ban đầu không được hưởng tình tiết tự thú Quá trình tranh luận trước ý kiến bào chữa của luật sư, Viện kiểm sát xét thấy thời điểm bị cáo đến làm việc tại cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra chưa có thông tin tài liệu gì phản ánh hành vi đưa nhận hối lộ liên quan đến bị cáo Phạm Bích Hằng. Trên cơ sở lời khai của bị cáo Hằng, cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ về hành vi Phạm Bích Hằng đưa hối lộ. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo Phạm Bích Hằng hưởng thêm tình tiết tự thú. Bị cáo Hằng bị xét xử về tội đưa hối lộ, số tiền gần 1,2 tỷ đồng và bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù. Ngoài ra còn có một số bị cáo khác như Trần Hồng Hà, công ty Sau Việt, bị cáo Hoàng Diệu Mơ, công ty An Bình, bị cáo Trần Thị Mai Sa, công ty Master Life, đề nghị được xem xét tình tiết tự thú. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng không có căn cứ để chấp nhận.